Ủa, bạn không điện nữa. Alo, tao nghe nè. Cái gì? Tối nay đi bar hả? Đi tối nay luôn hả? Ừ, đi đi chứ có gì đâu. Trời, tao mà sợ mày à. Cái gì? Có anh đẹp trai mới quen hả? Đây là mai cho tao chứ mày. Ừ, phải kêu kêu anh dắt thêm bạn nha. Gì? Trời, tao mà làm gì có người yêu mày? Mày chơi tao trước gì mày biết thì mày khùng cái gì? Tao nhớ nha, kêu anh dắt thêm anh bạn nữa đặng làm mai cho tao nha. Tao không gà cũng thiếu thốn rồi nè. Rồi 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 vậy nha. Tối nay ok, đi thôi. Giờ đâu còn tiền đâu mà tự nhiên nó rủ đi ba trời. Mà mình nói đi mà mình không đi thì mình thất hứa với nó coi thường mình sao? Mà mình đi mà mình đâu còn tiền đâu mình đi trời. Giờ sao đây? Làm gì giờ trời? À có chị hai. Hai để xin tiền chị hai à. Ơi Nó cái gì lắm nhảm nè nào. Có đâu bạn nó điện thoại thôi à. Bạn điện thoại gì? Sao chị không thấy cứ học hành vậy trơn hả? Học gì bây giờ thi học gì nữa. Thi chứ người ta cũng ôn bài người ta học đó mà. Trời, ba cái đồ quỷ đó đọc sơ ngang là biết hết trơn rồi. Đi mai kêu lên đây để cưng học cho nó thành tài đó. Để đây có cái gì nữa tí má gầy anh với chị nữa. Rồi có làm gì đâu mà gậy, em học bình thường thôi. Chị thấy em đi học đều không? Học đều thiệt đó mà không biết giờ nè, cuối năm có cái bằng rồi mới được nha, để cho tí má khen nha. À, bữa nay đấm bóp nữa. Chị Thôi thôi thôi, hai thấy có chuyện không lành nữa rồi. thôi mà chị hai Gì nữa? giờ nhà trường thi á, nhà trường kêu đóng thêm 5 triệu. Gì đóng thêm? Bữa đó chị đưa tiền cho cưng hết trơn rồi, đóng hết trơn rồi. Rồi thầy nào kêu? Thì trong trường á Thầy trong trường thầy nào? thầy Tuấn Một chút thầy đi, chị điện cho thầy. tiện vậy thầy kêu đóng thêm 5 triệu để mà đóng cái tiền thi rồi tiền học thêm này nữa. Năm có 5 triệu không lẽ chị tiết kiệm với em vậy sao? Thôi thôi, chị mới đưa đóng tiền mới có hai ba bữa nay là đóng hết trơn rồi, bữa nay còn phát sinh tiền gì nữa, phát sinh tiền này nữa nữa chị điện cho thầy, chị hỏi thầy Chị xong. điện đi, chị điện cho thầy đi, có không? Có 5 triệu mà cũng hà tiện với người ta nữa. Thôi, Rồi đi tiền đây. mới cho cái đợt đây, ở đâu có mà tiền mà cho hoài. Còn mua cá phóng sinh mua gạo cho người ta được. Em muốn có 5 triệu đóng tiền trường, không lẽ chị cho em ở lại lớp sao? Bởi vì hai chị em mà la làng không sầm hả? Này, Đi ngoài cửa vậy mà nghe không sầm tới đây á. tí má gửi lên đây á, cho nó ăn học ở với mình. Bây giờ cái nó mới cho tiền mấy ngày nay nó đóng tiền đủ thứ chân, nó hỏi hỏi nó đủ chưa, nó rơi đồ đầy đủ hết rồi. Bữa nay cái nó phát sinh thêm 5 triệu nữa kìa. Thầy trong trường kêu đóng thêm 5 triệu để học thêm bài để thi cho nó đạt điểm cao với lại đóng tiền thi thêm mà chị không Thôi cho. vậy đi, có 5 triệu mà Đó. cho em nó đi. Thôi, anh cưng viết thư. Gì đâu thì nó lớn rồi, nó cũng có xài cá nhân đồ này đó chút đỉnh. Để tìm hiểu coi coi có mà đóng tiền thiệt không hay là nó đi Có chơi 5 giao triệu với mà bạn làm gì bè mà nó đi đó. mà la ó ôm sùm Có chi. 5 triệu à, mua cá không xanh được, mua gạo cho người ta được mà. Đưa em mút 5 triệu đóng tiền học mà tính lên tính xuống. Một chiều nó viết thư anh chị ruột mà vậy đó, thấy anh gửi không, ổng còn nói nữa anh gửi nè, tại vì có mình ơn mày á, ổng mới thương mày vậy đó. Thôi kệ đi, tía má gửi lên đây à, do nó ăn học mà mình lo, có nhiều lo không được sao. Thôi thôi, ở đâu mà cho hoài mệt quá.
Anh gửi 5 triệu người ta cho vậy đó mà chị gột mà đâu hòa tiền hòa tặng. Có gì này cứ nói anh. Chị nói chị em chi rồi cho nó nhằn vậy anh. Dạ thằng bố em nói nha, anh nói nha, anh gửi ha. Ừ chị đi. À nhớ dạ. Nha, có gì cho em đóng tiền trường nha. Rồi. Ôi. Ôi. Bởi quại quá. Bà mẹ mấy đứa này nó chơi sang sang không? Tôi theo nó được không nổi con bởi vì con nhà giàu không à. Mệt mỏi của mình gì đâu. Bởi vì con nhà đại gia có khác mà. Bởi gì em? Không. Vậy? Làm mới vậy hả? Trời này sao nắng quá đó. Rồi chị em đâu vậy? Chị em đi bà nói đi công chuyện gì đó bắt xe bà dắt xe ra bà nói bà đi công chuyện rồi không biết đi đâu không biết không trả lời. Chị em ăn cơm gì chưa mà bỏ đi vậy? Chưa nữa, chị nói chị đi ra ngoài chị ăn với bạn rồi đi làm gì đó không biết. Ủa mà anh gửi uống nước em rót nước chú. Có rồi đi nước rồi. Biết em biết mà em biết thường ngày anh đi về là anh sẽ uống nước mà. Vô rồi. Khoan đợi em xíu em đang bóp. Đây đi. Bước ăn cơm rồi nghỉ ngơi rồi chút xíu rồi mới đi làm đó rồi. Này này uống ngày cỡ 5-6 lít nước. Uống nước đi anh gái. Thì không có trái cây gì hết hả? Không, trái cây mới hết luôn. Chắc chị đi mua á. Mua hết đi anh. Sao anh? Sao nước có ngon không? Nay mùi vị nước có lạ gì không? Ngon không? Ngon mùi thôi thường bữa không? Gì đâu mà sao mà trong mình nó nóng nóng ghê ta. Nóng hả? Chắc do thời tiết anh ơi, thời nắng giờ nắng nóng quá, do thời tiết á. Mình giờ này sao nó nóng dữ vậy ta? Vậy ta? Không được. Anh đi đâu vậy? Đi đâu ảnh được. Vô đó chi vậy? Con gái. Khó chịu quá hả? Sao vậy? Sao lột áo hết trơn vậy? Không quá nóng rồi. Trời ơi, anh lộn áo rồi chị anh gái. Cho em thêm 5 triệu nữa đi. Mới đưa em mà 5 triệu rồi. Hết rồi, cho em thêm 5 triệu đi. Nóng đợt quá. Đây. Gì? Cho em thêm 5 triệu nữa đi. 5 triệu? Ờ. Để em sinh hoạt. Em đi ra ngoài đi. Ở đây em chịu không có nổi. Làm gì được cho em 5 triệu đi. Nóng đợt mình khó chịu quá. Cho em 5 triệu đi. Giờ anh không chờ đúng không? 5 triệu anh mới đưa em một chút thôi mà. Anh biết sao người anh nóng không? Cái gì hả? Em biết thường ngày anh đi về anh sẽ cầm ly nước ra uống. Rồi em tính làm gì? Em bỏ thuốc. Một tiếng ở trong đó thôi. Một. Em làm gì chi vậy? Tại em xin tiền anh không cho. Thì em xin tiền chị không cho, em xin tiền anh không cho. Thì em sẽ bày mua tính kế thôi. Ông muốn bà khen. Chị em không có nhà người sao đây? Rồi sao bây giờ anh sao? Hả? À, bây giờ anh có đưa em 5 triệu không? Trời ơi trời. Chịu được cậu, anh mới đưa em 5 triệu còn đòi thêm nữa. Chứ hồi nãy em kêu anh đưa anh 5 triệu anh không đưa, giờ em tăng lên 10 triệu, 10 triệu mới đủ xài em mà anh không đưa em mét gì hay đó. Thôi. Nè, 5 triệu nữa nè. Nè. Cầm đi. Ui da. Hả? Đâu cái tàu. Vậy phải được không? Ủa anh Úc, làm gì hai anh em gì đâu? Chết luôn rồi em ơi. Đầu cổ thình thạc rồi anh làm gì á? Có ngày làm gì cười cõi áo hai anh em chung nhau làm gì á? Em đâu có làm gì đâu. Không có gài bẫy anh. Gài bẫy gì nè? Anh hai á, anh hai dụ dỗ em á, anh hai cưỡng bức em á. Anh trời, mình có nghe đó. Bây giờ hồi nãy tôi ngồi đây nè. Nghe gì 5 triệu, 10 triệu hả?
đưa ly nước cho tôi uống. Rồi bây giờ tao không có bà ở nhà. Anh nói bậy. Anh gửi cho em gốc nước, anh gửi uống à. Em gốc nước anh gửi nói vậy đó. Anh gửi em gốc nước cho anh gửi uống à. Anh gửi cưỡng bức cho em á. Em nói thiệt đi. Chị không nghe em á, chị tin anh gửi hả? Nói mấy bữa ngày rồi mà chị không tin, mà bữa nay chị mới biết nè. Thôi bà không tin mà giờ vô mà check camera lên đi rồi biết. Thôi anh mà check camera. Ai chế nước, ai đổ thuốc vô đây? À, em xin lỗi chị, em lỗi vậy. Chị đó mà còn nói em gửi gì đó. Bởi vì anh gửi cưng quá rồi, ghét thì hư phải không? Em xin lỗi chị, em lỡ dạy. Tại bạn bè nó tụ tập, nó dắt em đi 3 giờ. Em không đủ tiền em chơi với nó. Em làm liều, chị thông cảm và bỏ qua cho em nghe chị. Lỗi cho em lần này đi chị, em lỡ dạy. Chị anh gửi, người ơi, anh nói chị gì chứ? Anh ơi, ơi về dưới đây. Anh ơi, anh gửi ơi. Em với chị cái tha lỗi anh đi chị ơi. One week later. Rồi em xin mến chào cả nhà. Thì hiện tại bên em có bán các mặt hàng như sau nha. Đây là khô cá lóc 260.000 một ký. Và đây là khô bò 120.000 một hũ. Đây là hạt mít cao 130.000 một hũ. Khô mực xé sợi hấp nước dừa 120.000 một hũ. Khô gà 100.000 một hũ. Sugo cải thiện cho bé biếng ăn lười ăn 450.000 một chai. Kem body 290.000 một hũ. Combo chị nấm 100.000 một combo. Và nước sở vải 100.000 một chai. Đó, thì cả nhà mình có yêu mến tem em cũng như là yêu mến em thì ủng hộ mua hàng giúp em với số điện thoại nằm bên trên nha cả nhà. Bây giờ em xin mến chào cả nhà nha.